Chào anh em nha, hôm nay shop tuần xe máy của Thắng sẽ nói về cái sản phẩm phục vụ cho anh em đang chơi cái dòng xe là 67 CD CL. Thì hôm nay trước màn hình anh em sẽ giới thiệu lại về cái sản phẩm đó là bô dắt 72 và bô dắt kiểu CL 70. Đây là bô hồi xưa giờ mình cũng có bán tại tiệm mình đó giờ luôn nha. Thì còn bộ bô mình đây bán là bô hàng loại 1, dày, chắc, ấm, bô CM nha anh em. Thì giá cho cô cây bô dắt 72 nè, là bô dắt 72 là gì, chỉ xi bóng nè, là 1 triệu 2 một cây, bao gồm bô, bách dẹp và bóng ngựa. Còn cái đây cái bô này có dĩ đen á, là làm cái form theo kiểu là bô CL 70 châu Âu ha. Thì cái bô này sẽ có giá là 1 triệu tư một cây, nó sẽ có kèm theo là cái bách đùi gà và hai cái móng ngựa nha. Bô này làm bán bô đúng hàng loại 1 cao cấp, tiếng hay chuẩn. Bô này thì làm chân lớn luôn nha anh em, anh em giờ đi máy lớn xài được vô tư, không cần phải móc lại nha, tiếng là bao hay. Anh em nào có theo dõi ở kênh mình thì sẽ thấy mình có khi làm xe cũng có nhiều xe gắn cái bô dắt làm tại tiệm mình luôn, đi bô dắt luôn nhẵn chạy được ok ngon lành. Rồi bây giờ mình quay cận cảnh cho anh em xem cái cây bô dắt 72 ha. Giá cái bô dắt 72 là 1 triệu 2 một cây, bao ship này còn quát cho anh em. Còn đây là cái bô xuyên là 70, bô dĩ đen, giá 1 triệu 1 triệu tư, bao ship hàng đồng quát cho anh em luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu mua bô dắt 72, bô dắt CL 70 liên hệ em qua số điện thoại là 0933 96 332 ha. Bô dắt CL 72 1 triệu 2 một cây, miễn phí ship hàng toàn quốc. Bô CL 70 chỉ đen, giá 1 triệu tư, bao phí vận chuyển hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332.